Anh Nam ạ. À, anh Huy. Chào anh Nam. Em cứ tưởng là anh đi tập huấn rồi về xã Tân Mai. Kết thúc từ hôm qua rồi. Sáng nay tôi lên báo cáo với sếp vụ trộm ngày 15 tháng 8 rồi được tăng cường ra đây luôn. Chiếc xe này bị hết xăng. Có vẻ như đó chính là lý do mà nó bị bỏ lại ở đây. Cậu nhìn kỹ lại đi. Dấu giày dính cát phía trước và phía sau ghế lái hoàn toàn trùng khớp. Nếu như đây là vụ trộm thì dấu giày chỉ ở một chỗ thôi. Khả năng đây là vụ cướp rồi. Có thể là sau khi đón khách thì chủ xe đã bị chiếm quyền kiểm soát. Tuy nhiên không tìm thấy dấu hiệu vật lộn xô xát hay là vết máu gì ở đây cả. Cam hành trình cũng đã bị lấy đi à? Vâng. Báo cáo anh, tìm thấy ví tiền và điện thoại ở dưới gầm ghế xe, nhưng lại không có giấy tờ tùy thân. Em đã chủ động liên hệ với hãng để xác minh thì chủ xe tên là Nguyễn Văn Thu. Anh này hiền lành và không có một biểu hiện gì đặc biệt cả. Hãng cũng đã điện đến số thứ hai của anh này để xác minh, nhưng tắt máy ạ. Đã có ai ra trình báo chưa? Đã chưa. Cậu cho kiểm tra kỹ lại dấu vân tay. Khi nào có kết quả, báo cho tôi ngay. Đó. Với vụ cướp taxi xảy ra vừa rồi, sau khi so sánh và phân tích với hình ảnh kẻ đột nhập ở vụ 15 tháng 8, em cảm thấy có một vài nghi vấn. Mối tương quan về vị trí và thời gian di chuyển của cả hai vụ khá là trùng khớp. Cậu lưu ý, đây chỉ là những phỏng đoán ban đầu. Ta chưa thể có kết luận vội vàng ngay được. Còn ai có ý kiến gì bổ sung thêm không? Báo cáo thủ trưởng, theo kết luận của đội kỹ thuật hình sự, sau khi điều tra đã phát hiện dấu vân tay của tên Triệu Tuấn Long trên chiếc xe bị cướp. Tuy nhiên, theo trích xuất từ camera giám sát của biệt thự Nam Hải, em nghi vấn chính là hắn ạ. Với đặc điểm hình xăm dưới tay trái, em khẳng định tên này là kẻ gây ra cả hai vụ ạ. Cậu chắc không? Dạ chắc ạ. Tên này từng có rất nhiều tiền án về tội trộm cắp. Đặc điểm hắn rất ham mê cờ bạc. Nhưng lần này lại là một vụ cướp taxi ạ. Được rồi. Nào, còn ai có ý kiến gì bổ sung thêm không? Báo cáo, tên này không thể đi quá xa được. Vì hắn có điểm yếu là mẹ già đau yếu ở nhà. Cho nên là chủ nợ nắm yếu điểm này của hắn để khống chế. Vì vậy, việc truy vết Long là khả thi ạ. Tốt lắm. Vậy Nam chuyển đầu mối thông tin để cho các đồng chí triển khai nhé. Đó. Đã có thông tin của người lái xe chưa? Đi nhanh lên, đang vội. Anh hình như xe em có vấn đề anh ạ. Hay anh gọi xe khác hộ em được không ạ? Đừng có lươn, đi nhanh lên. Ôi anh, khôn hồn, đưa bố mày lên cửa khẩu. Đừng để bố mày nặng tay. Em ở nhà. Vâng ạ, chính xác hắn ạ. Anh khẳng định là hắn đi người không à? Vâng. Hắn có xách theo thứ gì không? Không ạ. Vậy tại sao sau khi vụ cướp xảy ra, anh lại không đi trình báo ngay? Em sợ ạ. Nó dọa nếu em đi trình báo nó giết cả nhà em. Điện thoại, ví, cả giấy tờ tùy thân của em nó cầm hết ạ. Chắc chắn địa chỉ nhà em nó biết ạ. Nó mà làm thật thì... Anh kiểm tra kỹ lại xem đây có phải là ví và điện thoại của mình không? Vâng, đúng rồi. Em thấy mệt mỏi.
Alo, anh nghe đây. Sao? Có dấu vết mới à? Được rồi, anh đến ngay đây. Tình hình thế nào các đồng chí? Anh ạ, giới thiệu với anh, đây là đồng chí Quang Anh, phụ trách địa bàn khu vực này ạ. Báo cáo, chúng tôi đã tổ chức bao vây khi nhận được tin báo, tạm thời chưa động tĩnh gì. Báo cáo anh, đây là nhà của ông Hải, chú Tiên Long, nhưng không có người ở đây. Tuy nhiên, hàng xóm báo là có rác mới, người dân cũng phát hiện là có người ra vào từ đêm qua. Tốt, bây giờ tôi và đồng chí Thanh sẽ vào tiếp cận, các đồng chí ở ngoài tổ chức bao vây, đề phòng đối tượng bỏ trốn. Rõ. Các đồng chí, tiếp tục theo tôi vào quan sát. Bác Hải ơi! Bác Hải ơi! Bác Hải có nhà không ạ? Khả năng là tin báo không sai anh ạ. Các cậu thu thập dấu vết rồi chuyển qua đội kỹ thuật hình sự kiểm tra xem có phải là hắn hay không. Nó. Alo. Vậy tốt rồi. Đã bắt được tên Long. Em không làm gì thằng lái taxi cả. Đến nửa cái móng tay nó cũng chả sứt mẻ gì. Hành vi của anh đã đủ căn cứ cấu thành tội cướp tài sản. Anh còn chối nữa à? Ai đây? Em không biết. Không nhận ra mình à? Quen không? Anh nhận ra cô gái này chứ? Đây chính là cô gái ở biệt thự Nam Hải, người mà anh đã cố ý gây ra thương tích khi phát hiện đột nhập. Em chỉ cướp taxi chứ không đột nhập, không gây thương tích cho ai cả. Yêu cầu anh ngồi xuống. Ngày 15 tháng 8 anh đã ở đâu? Yêu cầu anh thành khẩn khai báo vì chính lợi ích của bản thân mình. Ngày 15 tháng 8 không nhớ. Anh Long này, cho dù anh có quanh co giấu giếm thì sự thật vẫn sẽ bị bóc ra. Và tôi nhắc anh, không có bất cứ ai có thể giúp anh đâu. Báo cáo thủ trưởng, Hàn vẫn ngoan cố chỉ nhận mình cướp taxi và không chịu ký biên bản, khăng khăng không thừa nhận mình liên quan gì đến vụ trộm. Ngoài hình ảnh camera ở biệt thự Nam Hải, còn có căn cứ nào khác không? Dạ không ạ, dấu vân tay cũng không. Theo kinh nghiệm của em, đối tượng không thể gây án một mình nếu như không có người khác giúp sức. Khả năng hắn được thuê, và những kẻ đó là những người am hiểu về pháp luật và vô cùng tinh danh. Chúng đã chuẩn bị kỹ và xóa hết mọi dấu vết. Cậu cho rằng đây không phải là vụ trộm cắp thông thường? Dạ vâng. Bởi vì tài sản duy nhất bị lấy đi khỏi nhà nạn nhân chỉ là một chiếc cặp tài liệu, trong khi những tài sản có giá trị khác thì vẫn còn nguyên. Cửa và két sắt không hề có dấu hiệu bị đục phá. Thế trong cặp có những gì? Báo cáo, theo như lời khai ban đầu của chủ nhà thì trong cặp chỉ có một số tài liệu quan trọng và giấy xét nghiệm ADN của một số khách hàng ạ. Như vậy, phải truy tìm bằng được chiếc cặp. Nội dung ở trong đó chính là chìa khóa để mở.
anh cho em theo nốt vụ Tinh Long. Án đang dang dở tự nhiên phải dừng lại. Nói thật là em... Thiếu cậu, đội cũng thiếu hụt nhân sự đáng kể. Bởi vì đúng là cậu sinh ra để làm hình sự. Nhưng chúng ta là người lính, chỉ huy giao nhiệm vụ nào cũng quan trọng hết. Theo tôi nghĩ, đây là cơ hội tốt để cậu thăng tiến đấy. Anh biết là mục đích của em không phải như vậy mà. Em chỉ mong là mình hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao ạ. Tôi hiểu. Vào đi. Chào thư trưởng. Thư trưởng cho em gửi ạ. Em xin phép. Cảm ơn. Nam này. Dạ. Trong cuộc họp chiều nay, lãnh đạo sẽ chính thức trao quyết định điều động cho cậu. Dạ. Còn đây là một nhiệm vụ khác này. Dạ. Những đơn thư này đã được xác minh. Đã có văn bản trả lời công dân việc tố cáo là không đúng. Nhưng không hiểu tại sao đơn kiện vẫn tiếp tục được gửi. Những sự vụ kiểu này xảy ra khá phổ biến ở những xã đang trong quá trình đô thị hóa, không riêng gì ở Tân Xuân đâu. Nhưng chúng ta phải giải quyết dứt điểm để tránh những dư luận và hệ lụy không tốt. Báo cáo sếp. Đây không phải là nhiệm vụ cấp thiết. Trong quá trình ở đó, cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm và tập trung vào nhiệm vụ chính. Em hiểu rồi ạ. Em sẽ về Tân Xuân, sau đó cập nhật tình hình gì đó. Cậu vất vả rồi đây. Này, thế còn tâm tư gì nữa không? Dạ không ạ. Em chỉ mong là mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ạ. Tốt. Này, tranh thủ đi gặp người yêu đi, rồi tính toán xem cưới xin thế nào, để cho anh em chúng tôi còn ăn cỗ nữa chứ. Dạ. Em xin phép ạ. Anh Nam. Em thấy thủ trưởng nói đợt này xuống Tân Xuân cùng anh. Mừng hơn bắt được vàng anh ạ. Lần đầu tiên tôi thấy người được điều từ tỉnh về xã mà phấn khích như cậu đấy. Vui mà anh. Không những vui mà là quá sướng ấy. Còn như chim sổ lồng luôn anh ạ. Cậu bị các sếp kìm kẹp quá hay sao mà... Ôi không, làm gì có chuyện đấy. Chẳng qua là em thoát được sự quản lý của bố em. Thôi được rồi, cậu xuống trước nắm tình hình rồi cập nhật với tôi liên tục. Khi nào bàn giao xong, tôi sẽ xuống ngay. Em biết có thể anh sẽ đến, nhưng nói chuyện vào lúc này thì chưa chắc đã là cách tốt. Hôm qua em đã thử, nhưng kết quả còn tệ hơn. Khoảng cách và thời gian sẽ giúp anh có câu trả lời. Anh có thực sự cần em hay không? Và em cũng vậy. Chúc anh may mắn. Thủ trưởng. Anh. Ngoài giờ thì gọi là anh em thôi. Mà tôi bây giờ cũng đâu còn là thủ trưởng của cậu nữa. Quyết định đi hơi gấp. Công việc bàn giao có khó khăn gì không? Em đã tranh thủ làm việc với Thanh. Về cơ bản là xong rồi ạ. Dạ, thủ trưởng yên tâm. Nếu còn gì vướng mắc, em sẽ điện trực tiếp hỏi anh Nam ạ. Đương nhiên, cậu Nam xuống xã sẽ tiếp tục hỗ trợ đội nếu như có những vấn đề liên quan. Dạ. Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu đấy. Em cũng sẽ rất nhớ đội và công việc ở đây ạ. Dạ, báo cáo sếp, mọi thứ đã sẵn sàng ạ. Xong rồi hả? Dạ. Tốt. Nào, đi thôi. Có chuyện gì vậy ạ? Đi thôi. Đi. Đi. Ô hai, tôi có nghe các cậu báo cáo về cái việc bia rượu này đâu nhỉ? Điều 28, luật phòng chống tác hại của bia rượu năm 2019 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại của bia rượu. Tuy nhiên là... có quy định nào cấm uống bia rượu ngoài giờ làm việc đâu ạ. Đúng thật đấy. Lại còn dơ cả luật ra đối với thủ trưởng nữa. Chúc mừng cậu được thăng chức. Em cảm ơn anh ạ. Khi nào anh em xuống đó đánh án thì cậu phải tạo điều kiện đấy nhá.
Sếp cứ trêu em. Xin mời các cậu. Cậu đã bố trí thời gian chia tay người yêu chưa? Dạ. Cậu vất vả đấy. Từ đây xuống xã hơn 20 cây số, cậu lại là trưởng đơn vị, cho nên phải có mặt 24/24 giờ đồng hồ. Này, nói với cô ấy thông cảm nhá. Báo cáo sếp nhá. Không ai yêu anh Nam bằng chị dâu của bọn em đâu. Đúng rồi. Những nàng khác ấy, nhìn thấy đám bình dự tụi em là bỏ từ lâu rồi. Anh Nam ơi, anh cứ xuống đấy yên tâm công tác đi. Chị dâu ở nhà ấy, nếu có khăn gì anh cứ ới em một câu thôi, em sẽ cắt cử người đến chăm sóc nhiệt tình luôn. Lúc ấy thủ trưởng nhớ tạo điều kiện cho chúng em ấy nhá. Rồi, tôi sẽ tạo điều kiện hết. Báo cáo anh em, đây là món quà của bọn em. Tuy nó cũng chả là gì, nhưng mà đây là tấm lòng của bọn em, mong anh nhận cho. Từ từ đã. Ôi, thuốc xịt mũi đâu? Ôi trời, em lại quên mua rồi. Tôi biết ngay mà. Anh ơi, em đã dặn nó kỹ như thế rồi mà nó cũng quên được. Nhưng mà anh ơi, em đã thòng sẵn cái này rồi. Đấy, chuẩn bị cả thuốc xịt mũi đó. Tặng anh. Nó còn quan trọng hơn là cơm ấy chứ. Còn đây, đây là quà của tôi tặng cậu. Nam này, tôi biết tính cậu, xuống đó là phải mềm mại, linh hoạt một chút thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Quan trọng nhất là phải gần dân, có được cái tình thì tuyên truyền hay là xử lý mọi công việc nó mới dễ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả anh em. À mà thôi, sao lại trầm lắng thế này? Tất cả chúng ta nâng cốc. Đúng rồi, đúng rồi. Có điều sếp đã, tôi cho anh Nam. Chúc anh Nam gặp nhiều may mắn thành công. Chúc mừng cậu. Anh Nam, chúc mừng anh. Anh có một nguyên tắc, một khi đã sai rồi thì lời xin lỗi cũng vô ích. Mình chia tay đi. Nếu như đây là quyết định của em, anh tôn trọng. Alo Đông à, anh gần tới rồi. Chỗ nào? Kiểu gì anh chả tìm được đường ở dân chứ ở đâu. À mà thôi, cứ gửi anh cái định vị đi cho chắc. Ừ. Thế nhá. Và cũng biết gặt lúa anh em. Ây trời, chị đừng đùa. Bọn em linh chám cái gì chả biết làm. Yeah, chị bỏ của em xuống đôi bỏ bình thường đi. Ok. Thế nào anh Đông? Xuống Tân Xuân 2 hôm thấy vui không? Anh mà biết vui thế này á, anh xuống từ trước rồi. Đấy nhá, hôm nay sướng nhất nhà bà cả nhá. Có các anh công an trên xa xuống giúp đỡ thế này, mấy mà xong cái thửa ruộng này đúng không? Tối là phải mổ lợn để khao anh ấy nhá. Được thế thì còn gì bằng ạ. Thế thì hôm nay bọn em xuống. Đông! Em đây! Ui!
anh đi không nhìn à? Tôi xin lỗi. Cô có làm sao không? Tôi không sao. Để tôi xem nào. Đau đấy. Để tôi đưa cô lên trạm xá nhá. Tôi không cần. Để tôi đỡ cô. Đấy, như này là có vấn đề đấy. Để tôi đưa cô đi kiểm tra nhá. Tôi đã nói là tôi không sao. Đông ơi, em đây, anh chờ em một tí. Hay là cô lên tôi cõng nhá. Tôi đã nói là tôi không sao. Anh cứ về làm việc của mình đi. Đông ơi, em đây. Anh Nam, tìm được khó không anh? Anh ạ. Cậu là... Em là Hoàng. Anh Đông xuống đúng đợt mà con đi gặt. Dân đổ đi làm công nhân nhiều, neo người. Nên là em rủ anh Đông ra hỗ trợ mấy hộ chính sách. Tốt. Để bọn em đưa anh về trụ sở. Đi thôi. Vâng ạ. Anh chờ em chút, em lên mở cửa trụ sở rồi làm ấm trà. Anh đem cất đồ cho. Không cần đâu, cứ đi làm việc của mình đi. Vâng. Mời chị Nguyễn. Tôi thay mặt ủy ban chào mừng đồng chí Nam về tiếp quản vị trí trưởng công an xã Tân Xuân thay đồng chí Tuấn đang làm việc giang dở. Chúng ta ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Tuấn với Tân Xuân. Chúng tôi cũng mong rằng đồng chí Nam nói riêng và các đồng chí công an xã nói chung phát huy được hết vai trò của mình, kế thừa và phát triển những thành quả mà đồng chí Tuấn đã để lại. Chúng tôi luôn ủng hộ hết mình để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Tân Xuân. Thay mặt cho ủy ban, chúng tôi có bó hoa tặng đồng chí. Cảm ơn ạ. Mày ngồi đây làm cái gì hả? Bố kệ con có việc. Mày định giết tao à? Hả? Đi ra đây. Mày đi ra đây. Bố ơi, bỏ ra. Tao đã bảo mày thế nào mà mày còn mò mặt đến đây làm gì? Về ngay. Nhưng mà lần này con không làm gì sai cả. Khẽ cái mồm thôi. Bố để yên cho con làm việc này ra ngô ra khoai. Bố không làm để con. Cút về. Tao muốn làm mà mày cứ thổi thêm gió là sao? Cút về. Con không về. Không về. Vô ra. Đi về. Cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch. Tôi mong sẽ có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí trong ủy ban. Và tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất có thể. Có một điều tôi muốn đề xuất để các đồng chí lãnh đạo xã cân nhắc. Tuy là có cơ chế phối hợp giữa công an và y tế trong việc đảm bảo an ninh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, việc đặt trạm y tế cạnh trụ sở công an sẽ khá là bất tiện trong quá trình anh em chúng tôi triển khai công tác. Tôi xin hết. Báo cáo. Ngoài việc người dân lên trình báo hoặc liên quan tờ giấy tờ, đã từng có những trường hợp nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng người dân tới khám chữa bệnh. Tôi hiểu lo lắng của các đồng chí, nhưng hiện tại việc này chúng ta đã sắp xếp và đồng chí Bí Thư đã nhiều lần họp với lãnh đạo ủy ban. Việc bố trí tạm thời trụ sở làm việc của công an xã ghép với trạm y tế là tương đối phù hợp, rất gần với chính quyền, thuận lợi cho việc chỉ đạo công việc chung. Đề xuất của đồng chí Nam, chúng tôi xin ghi nhận. Tiến độ sửa chữa trạm y tế mới sẽ được đẩy nhanh nhất có thể. Cây vạn lộc này anh nhớ để vào phòng ấy nhá,
em nghe người ta bảo để lên bàn làm việc cực kỳ may mắn và tài lộc. Tài lộc anh cũng đủ rồi, may mắn cũng có. Em việc gì về cậu công ty cây để được hỗ trợ nữa. Ở đâu? Em ngồi cạnh anh này. Chỉ được cái lẻo mép. Đồng chí trưởng công an xã. Chị mở cửa ra giúp tôi với. Ôi dồi ôi, nóng thế này mở ra ngang bằng hun chuột à? Chị Mây, chị cứ mở cửa ra. Gớm, cậu cứ làm tôi như là cọp ý. Có chuyện gì không chị? Mời chị ngồi. Thực ra hôm nay tôi lên đây không có việc, mà cũng chả có gì để trình báo cả. Chả là cái việc nhỏ hôm trước ấy để cho các cậu mới về phải vất vả. Vì thế tôi định bụng là hôm nay lên đây trước là để tiếp thu ý kiến, sau nữa là xem các cậu khó khăn gì để bà con giúp đỡ. Cũng là quan tâm đến đời sống của anh em. Cậu Nam này. Dạ. Tôi định tính là xin lắp cái điều hòa trụ sở để cho nó mát. Chứ nóng nực thế này các cậu lấy sức đâu ra mà lo cho dân nữa. Dạ xin cảm ơn thành ý của chị, nhưng mà anh em tôi xin phép được từ chối ạ. Cậu Nam đừng hiểu sai ý của tôi. Thực ra tôi cũng rất là muốn cảm ơn các cậu, vì nhờ có các cậu mà nhà hàng của tôi được làm ăn yên ổn. Chứ còn nói thật nhá, nhìn cậu mà tôi biết ngay là công an chính quy nguyên tắc thế nào rồi. Không có gì đâu mà chị, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu như không còn vấn đề gì thì tôi xin phép quay lại làm việc nhé. Thôi, nếu mà cậu không nhận điều hòa thì cho tôi gửi cái này. Chị cất phong bì đi. Cậu Nam đừng hiểu sai ý của tôi nhé. Tôi không hề nhờ vả gì cả, cho nên đây không thể gọi là hối lộ được. Cảm ơn chị, nhưng yêu cầu chị cất phong bì đi. Ở đây không có ai, thôi thì cậu nhận đi cho dân yên lòng. Anh ạ. Với lại quà này tôi tặng cả đội, chứ không phải là riêng cá nhân ai đâu mà. Hoàng, cậu lập cho tôi biên bản đưa hối lộ của chị Mây. Ôi trời, khổ quá. Cậu không nhận thì thôi, làm gì mà căng với dân thế. Chị Mây. Hả? Lần sau lên trụ sở chị không cần phải ghi âm đâu. Đâu? Tôi để máy ở trong túi, chắc là nó chạm vào mà. Để tôi xóa luôn. Xóa hay không không quan trọng, bởi vì những thông tin trong đó hoàn toàn bất lợi cho chị. Tôi biết rồi. Anh Nam, sao anh biết chị ta bật kia? Mẹ lại lên đây làm gì đấy? Làm gì đâu. Sao mẹ không làm ăn đàng hoàng được nhở? Mẹ nghĩ là người ta sẽ nhận cái phong bì của mẹ chứ. Tại sao mẹ... Mẹ hành động như thế, người ta còn coi con ra gì không? Vâng, chị không phải dạy khuôn tôi, mà tôi cũng đang thích người ta đuổi chị, không cho chị làm việc ở đây đấy. Nhà thì có thiếu gì đâu, mà cứ nặng nặc đòi ra trạm xá để làm. Lương thì không đủ để đổ xăng, lại còn tiếp xúc đủ thứ bệnh trên đời. Mẹ đừng can thiệp vào công việc của con. Con nói rất nhiều lần rồi đấy. Con xin phép. Anh gọi em à? Ừ. Khu nhà trọ công nhân mà cậu quản lý còn rất nhiều trường hợp chưa đăng ký tạm trú tạm vắng. Em đã nhắc nhở các chủ nhà trọ, mai em sẽ xuống đốc thúc ạ. Mai là thế nào? Cậu xuống luôn đi. Vâng. Anh Đông, em nhờ tí. Em đang dở chút việc, hay là tiện anh sẽ qua chợ hộ em nhá. Đi chợ á? Vâng. Mua gì thì cậu ghi ra giấy đi. Không phải ghi đâu, vẫn như mọi khi thôi. Em định nấu ốc chuối đậu. Anh mua hộ em này, ốc, chuối, đậu, tía tô, hành, ít dập bỗng,
với nghệ. Thế thôi. Thế thôi. Vâng. Lát nhát như thế làm sao mà tôi nhớ được. Thôi cậu ghi ra cho chắc. Anh làm gì anh chưa ăn bao giờ ấy. Ăn thì ăn rồi, nhưng mà đã bao giờ phải nấu đâu. Thôi rồi, anh đi đi, tí em nhắn tin. À, từ từ. Tiện cậu ra chợ, mua thêm cái quạt. Ba anh em dùng chung có một cái, làm việc làm sao được. Trông các cậu sắp vắt ra nước đến nơi rồi đấy. Anh đưa cho em nhiều thế, thừa đấy. Thừa thì mua thêm đồ ăn, đi đi. Ôi, sếp mình tâm lý thế nhở. Công nhận, sếp mình tâm lý thật đấy. Tâm lý thì đi đi. Dạ. Có ai bán hàng không ạ? Bác bán hàng ơi. Bác bán hàng đây. Anh cần tìm gì ạ? Anh đi không nhìn à? Anh tìm bác bán quạt. Vâng, em là bác bán quạt đây. Anh muốn mua loại gì? Anh muốn mua loại nào tốt tốt một tí. Không phải đắt đâu, nhưng cũng đừng rẻ quá. Thế chốt lại là anh muốn mua loại bao nhiêu tiền? Thì tùy em thôi. Đây, theo kinh nghiệm của em, anh nên dùng loại này. Dùng rất là tốt mà giá phải chăng. Cái này có thể lên xuống cao thấp được này. Gió mạnh, rất là êm. Anh có mua quạt thật không đấy? Anh mua thật. Em bảo loại này tốt đúng không? Vâng. Anh mua luôn. Để em thử cho anh. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy em giới thiệu công năng, anh có nghe đâu? Anh nghe hết, không sót một từ nào luôn. Đây nhá, cái quạt này lên xuống được, nhiều gió, chạy êm, chuẩn chưa? Thôi, em không cần phải cắm đâu. Thế thì để em viết hóa đơn cho anh. Anh nhìn em quen quen. Quạt này 350, nhưng mà em lấy 300 thôi cho tròn. Vì anh đẹp trai đúng không? Nhức đầu quá. Em thấy công an các anh khó khăn vất vả, dân chúng em hỗ trợ thôi. Em gửi ạ. À, quạt này mà có vấn đề gì, anh mang ra đây được không? Vâng. Mà kể cả hết bảo hành, nếu mà hỏng anh cứ cầm qua đây, em sẽ bảo bố em sửa miễn phí cho. Anh cảm ơn. Vâng. Số điện thoại này là của em à? Không, của mẹ em đấy. Anh về nhá. Chào đồng chí bí thư ạ. Chào đồng chí trưởng công an xã. Tôi phải xin lỗi. Các đồng chí về đây đúng lúc tôi đi học lớp bồi dưỡng trên tỉnh. Tối hôm nay được nghỉ nên tranh thủ chạy về đây. Dạ vâng. Em cũng có nghe anh Thắng nói qua rồi. Anh được về có lâu không ạ? Không được lâu đâu. Sáng mai lại phải quay lên tỉnh rồi. Thôi, tranh thủ trao đổi luôn nhé. Dạ, mời anh vào sân nước. À, để em gọi cậu Đông và Hoàng lên chào anh ạ. Thôi thôi, có phải các cậu về đây ngày 1, ngày 2 đâu mà cứ phải khách sáo. Em mời anh. Tôi đi học, nhưng anh em bên ủy ban vẫn báo cáo với tôi hàng ngày, cũng nắm được tâm tư của các cậu trong việc tạm đặt trạm y tế cạnh trụ sở công an. Nhưng các cậu yên tâm, xã đã có phương án xử lý rồi. Các cậu chịu khó khắc phục một thời gian ngắn nhé. Thay mặt anh em, cảm ơn anh cũng như là đảng ủy và ủy ban đã ủng hộ và quan tâm ạ. Em mời anh ngồi. Chúng tôi sẽ phối hợp hỗ trợ một cách tối đa trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Và cũng mong muốn các cậu khắc phục những khó khăn ban đầu, đi vào hoạt động có tổ chức, có kỷ luật theo đúng như chức năng và nhiệm vụ của ngành. Dạ vâng, anh yên tâm ạ. Em mời anh uống nước. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các cậu bây giờ là phải nhanh chóng thích nghi được với môi trường công tác mới, nắm vững địa bàn, gần dân, tham mưu cùng với chúng tôi giải quyết dứt điểm những vấn đề còn đang tồn đọng. Ở dưới xã, đôi khi có những cái việc rất nhỏ nhưng không giải quyết một cách triệt để và thấu đáo
sẽ dẫn đến những vấn đề lớn, thậm chí là hình sự hóa những cái tranh chấp dân sự. Mấy năm gần đây, tuy đời sống của bà con có được cải thiện, nhưng vẫn chưa xóa được Tân Xuân là một xã nghèo. Trong 3 xã của huyện chưa được công nhận là xã chuẩn về nông thôn mới, trong đó có Tân Xuân. Một xã có nhiều tiềm năng như thế mà vẫn bị tụt hậu, đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi cũng nhiều dây dứt lắm. Cho nên tôi và lớp cán bộ trẻ nhà các cậu phải có trách nhiệm thay đổi bằng được. Dân trông chờ vào chúng ta đấy. Dạ vâng, anh cứ tin ở chúng em. Làm được gì cho bà con, chúng em sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Thôi chết, cứ mãi nói chuyện. Cậu chưa cơm nước gì đúng không? Không sao ạ. Hay là mời anh xuống ăn cả bọn em cho vui ạ. Thôi, này, hôm nào xong việc, tôi mời các cậu về nhà tôi hàn huyên một bữa. Dư địa của Tân Xuân còn lớn lắm, chúng ta mà không phát huy được là chúng ta có lỗi với bà con đấy. Nghỉ ngơi đi, có cái gì vướng mắc cậu cứ báo cho tôi rồi cùng tháo gỡ. Dạ vâng. Nhá. Em cảm ơn anh ạ. Ừ. Ôi, hà 1-0. Rồi. Ơi. Sút. Ôi, vào một đều nhá. Để gỡ thế này được nhỉ? Được. Dạ. Sao? Món này được không? Quá được anh ạ. Mà anh kiếm đâu mà tài thế ạ? Lúc chiều họp với anh Thắng bên ủy ban, đi qua nhà văn hóa thấy vứt chỏng chơ một chỗ. Tôi đặt vấn đề, anh Thắng đồng ý luôn. Quá tuyệt vời. Cơm nước sao rồi? Xong rồi ạ. Mời anh vào ăn cơm. Để em đi lấy quạt. À, ăn thôi. Vâng ạ. Em mời anh ạ. Ê da, thịnh soạn quá nhờ. Nhân có con gà tặng nên là em và anh Đông được hưởng ké. Tôi anh này quá. Hình như bà cụ còn có mỗi con gà. Anh mà không nhận là ngày mai cụ mang lên tận trụ sở đấy ạ. Mà anh cũng đưa tiền cho cụ rồi thì không bị quy vào cái tội nhận hối lộ đâu. Nhưng mà nhận của dân dù là một cái tăm thôi cũng không được. Nhưng mà anh không nhận không được đâu ạ. Dân họ quý ai, họ mới tặng quà. Anh gặp lần đầu mà được tặng như vậy là một hiện tượng đấy ạ. Ở đây ma chay hiếu hỉ, em đều phải đi đủ cả, không có về sau khó làm việc. Thôi, ngồi ăn đi. Mời anh ạ. Ngồi ăn luôn đi. Mát chưa anh? Mát rồi. Được. Công nhận cái em bán quạt này vừa xinh lại còn tư vấn nhiệt tình, bảo hành dài hạn. Em mới còn nói hết bảo hành quạt hỏng vẫn sửa. Hiểu rồi. Bảo sao hôm nay em nhờ anh đi chợ mua nguyên liệu đậu chuối đậu mà chẳng có cái lá tía tô nào cả. May là em hái được ở vườn đấy nhá. Tôi đã bảo cậu nhắn tin cho tôi rồi, cậu cũng nhắn dặn mua cả ở chợ như thế, làm sao mà tôi nhớ được. Chỉ lý do thôi. Thôi ăn đi. Vâng. À, từ. Anh em mình làm kiểu ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên anh làm ở đây nhá. Được. 2, 3. Thôi, mời các cậu ăn đi. Wow, nhiều món quá nhỉ. Anh làm miếng bánh trưng đen này. Cảm ơn. Thế thì anh lại phải ăn cùng cả cái lạp sườn này. Nó mới đúng vị. May hôm nay nhờ có anh Nam nên siêu đầu bếp của trụ sở mới trổ tài cho chúng ta ăn. Ở đây chúng ta có cả cấp dưỡng à? Dạ không ạ, là chị Ngọc bên trạm xá, CEO đầu bếp Tân Xuân. Sao các cậu không mời chị xuống đây ăn cho vui? Vâng, để em đi mời ạ. Ngồi xuống, để tôi đi mời cho phải phép. Anh cần gì? Tôi muốn mời cô xuống ăn với cả anh em chúng tôi cho vui. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi về bây giờ. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Lần sau nếu mọi người cần, cứ báo trước. Nấu một bữa cơm cũng không khó khăn với tôi lắm. Cảm ơn cô. Nhưng mà từ giờ cô để anh em chúng tôi tự lo nhé. Tôi cảm thấy rất phiền khi cô đã cả ngày phải mệt mỏi, lại phải đi lo chuyện sinh hoạt cho anh em chúng tôi. Tôi cũng muốn đề xuất với ủy ban một lối đi riêng cho bệnh nhân lên trạm xá. Một bệnh nhân vào cả trụ sở để chờ. Tôi cảm thấy việc ra vào trụ sở công an tùy tiện như vậy không ổn tí nào. Thực ra ấy, chủ trương tạm đặt trạm y tế cạnh trụ sở công an chính là của ủy ban. Tôi biết, nhưng mà chắc phải tìm phương án tháo gỡ. Chứ để như vậy tôi cảm thấy rất phiền. Anh cứ đề xuất, bên trên chỉ đạo sao chúng tôi sẽ chấp hành vậy thôi. Vâng. Một lần nữa cảm ơn cô vì bữa ăn nhé. Tôi xin phép. Anh
Anh nghe đây. Xuống xã thế nào anh? Ổn. Ổn mà nghe giọng anh chẳng vui tí nào cả. Nhớ chị dâu à? Khai thác được thêm thông tin gì từ Tiến Long chưa? Bọn em đang được điều động phối hợp xử lý vụ án ma túy. Tranh thủ hỏi thăm anh thôi. Thủ trưởng gọi thôi. Bye anh. Anh làm đêm hôm vất vả, nhớ giữ sức khỏe nhé. Anh Nam. Em biết anh rồi nhá. Nhưng mà cô là... Chắc anh chẳng nhớ em đâu. Nhờ. Chả Vy đây. Này, cô bị điên à? Ai lấy Vy của cô? Anh đừng có mà cái nhá. Rõ ràng trong siêu thị tôi thấy anh ám sát tôi, chắc chắn là anh lấy Vy. Này. Nhưng mà tôi tự thế lấy Vy của cô làm gì hả bố ạ? Được rồi. Lại tăng hiểm nữa à? Vy đây rồi. Anh ơi, thằng này nó ăn cắp Vy của em. Vy này Vy của em. Vì này vì của tôi. Được. Xem nào. Cậu đổi tên là Thu Hoài lúc nào đấy? Em xin lỗi ạ. Cô kiểm tra lại xem có mất gì không. Kiểm tra đi. Biết. Không biết nữa. Chắc là không mất gì đâu ạ. Kiểm tra đi. Cô kiểm tra kỹ lại xem nào. Anh cứ làm em rồi hết cả lên nè. Tang vật đã đầy đủ rồi. Mời cô về trụ sở công an gần nhất để hoàn tất thủ tục nhá. Ơ anh ơi, em biết lỗi của em rồi, anh tha cho em đi anh đi. Ơi, anh tha cho em nốt lần này đi anh ơi. Anh ơi. Gì đấy? À, em không biết đường tới trụ sở ấy thì anh đi cùng em được không ạ? Đồng chí Thanh sẽ đưa cô đi. Thanh! Mời cô đi theo cậu ấy. Em cảm ơn. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì. Thì cái hôm em nhìn thấy anh ở quán mê chiều ý, em cứ ngỡ là mình mơ cơ. Ai ngờ được gặp idol bằng xương bằng thịt ở đời như thế này. Tôi nhớ cô rồi. Có việc gì không cô Hoài? Dạ không. Giờ anh làm đây ạ? Vâng. Thế thì tuyệt quá. Em sẽ tích cực lên trình báo ạ. Đông. Dạ. Đây. Cần gì thì cô trao đổi với cậu Đông nhé. Tôi xin phép. Cô cần gì nào? Em muốn gửi chút quà cho anh Nam ạ. Tôi không nhận được đâu. Cô tự làm đi. Thế nhá. Là phong câu này. Nhất thủ nhì mỹ. Thủ này. May đêm qua anh em mình có nồi nước luộc gà. Làm nồi mì nghe mình ngon, cứ phải gọi như là phở gà Hà Nội ấy. À, mà có thêm cái quạt mới nữa. Ngủ một phát, đến sáng luôn. Này, cậu thấy cái quạt đấy kêu không? Không. Kêu mà. Lát ấy, anh mang lên cửa hàng đổi. Có kêu đâu nhỉ? À, anh kiếm cớ ở lên đấy, gặp cô bán hàng xinh xinh của anh ấy gì? Trời. Vơ vẩn. Thôi. Vào xúc viện bán cho tình ngủ đi. Díu hết cả mắt. Chả hiểu sao gà còn chưa gáy mà anh em mình đã phải dậy rồi. Công nhận đấy. Em thức khuya thì vô tư thôi. Nhưng mà dậy sớm thế này là lần đầu tiên từ khi về đây ấy. Các cậu than vãn xong chưa? Rồi thì ra đây nhận nhiệm vụ. Rõ. Thứ nhất, kể từ ngày mai các cậu sẽ dậy lúc 5 giờ sáng. Chúng ta sẽ chia ra 3 ngả, vừa tập thể dục vừa kết hợp đi tuần.
Có sức khỏe thì mới làm việc được. Thành điều lệ luôn ạ. Đúng. Thứ hai, việc này quan trọng hơn này. Nếu không giải quyết được việc này thì tôi sẽ rất khó xử. Là chuyện gì ạ? Tuyệt đối không nhận quà biếu của dân. Ôi trời ơi, khó đấy anh ạ. Nếu anh nói là không nhận tiền thì đương nhiên bọn em quán triệt với nhau rồi. Nhưng mà bà con họ quý mình, nay con gà, mai chục trứng, mình không nhận thì họ lại cho là mình coi thường họ, lần sau khó làm việc lắm. Đây là lệnh, cứ thế mà làm. Một tiếng nữa các cậu sẽ tập trung ở đây, căn cứ theo thành tích luyện tập để cuối tháng thưởng phạt phân minh. Sẵn sàng chưa? Nào, chạy. Rõ. Này anh ơi, sếp mình cứ như người sắt đấy anh nhỉ. Đêm hôm qua em dậy đi vệ sinh lúc 3 giờ, em thấy sếp vẫn ngồi ôm đống hồ sơ, mà bây giờ đã thế này rồi. Công nhận. Ơ kìa, các cậu định cuối tháng nhận thưởng hay là lĩnh phạt đây? Nhận thưởng à? Thế thì chạy. Dạ, nhưng mà... À, sếp ơi, cho em ra tập tạ nhá. Ê, lên tạ. Em tập tạ ở nhà với anh Đông. Đúng rồi. Nào, tạ lên. Không. Chạy. Đỡ. Thôi, chạy đi. Hôm nay chị Ngọc bảo cho anh em mình đang ké sốt sôi nếp nương đấy. Sôi nếp nương nó có gì mà hay. Nhanh nhìn chân lên. Vâng. Đây. Các ông ơi, tôi nghĩ kể cũng lạ. Đường đường là một trưởng công an xã mà bây giờ lại làm cái chân long tong sai vặt cho cái ông bắt con ấy. Không giỏi nhỉ. Chào các cụ. Chào các ông. Thì... Nãy ông Trung ông vừa nói cái gì ông có thể nhắc lại cho tôi nghe được không nhỉ? À, ý tôi nói là làm đuôi con phượng ấy, coi như là cũng oai. À, nhưng mà không biết được mấy nả các ông nhỉ? Thưa ông Quyền, ông sống ở đây, ông lại tính ông Trung nữa. Ông Trung là hay đổ dai, chấp làm cái gì? Ông trưởng thôn đoài cứ quá lo. Tôi cũng biết là ông trưởng họ Vũ là cái người thích chất nhả, phải không ạ? Ôi, để cho quay đi! Mày quá, suýt toang. Tôi chết rồi. Ca này cũng xử lý đi nhá. Sao là em? Nhìn thấy quả kia là biết lành ít dữ nhiều rồi. Tôi không cáng được. Không được. Thế thì anh phải ở lại đây. Có gì cả hai cùng xử lý. Đi. Cô đang làm cái trò gì đấy? Biết đây là đâu không? Trụ sở công an xã. Anh làm đâu em có điện bằng nói rằng. Anh Đông ơi, vỡ cái chậu chú Thắng phó chủ tịch cho mượn rồi. Bảo là để cải thiện mỹ quan trụ sở công an. Bây giờ vỡ tan tạch như này thì còn mỹ quan cái nỗi gì? Ăn nói với chú thế nào đây? Ôi, có mỗi cái chậu cây làm gì mà căng. Cùng lắm đèn chậu khác gì, bù lu bù loa hết cả lên. Cô! Cô gì mà cô? Em! Kìa! Đừng mặc tên em gì? Bê hồ đi! Hả? Ôi! Đàn ông đàn an gì? Đi đi! Chào các bác ạ. Vâng. Xin lỗi vì công việc đột xuất cho nên là nghe điện thoại hơi lâu ạ. Vâng. Mà mọi người cũng mới đến đông đủ. Mời đồng chí ngồi. À, thưa các ông trưởng họ, thưa các cụ trưởng thôn, tôi giới thiệu lại một lần nữa, đây là đồng chí Nam, trưởng công an xã, mới về xã ta nhận nhiệm vụ. Đề nghị mọi người một tràng pháo tay. Từ từ đã. Thế này đồng chí Nam ạ, cái lệ ở đây ấy, trước khi nhập gia thì phải uống mấy chén rượu thay cho lời chào. Thế điều này chú Quyền đã quán triệt với đồng chí tân trưởng công an xã chưa nhỉ? Đúng rồi. Nào, các cụ, rót đi. Nào. Tôi đã nói với đồng chí rồi mà. Họp ở ủy ban cho nó quy củ. Đồng chí lại cứ bảo là về đây họp cho nó thân tình. Tôi còn lạ gì cái lệ làng. Nào. Đồng chí trưởng công an xã. Nào các cụ, mời đồng chí. Thưa các bác. Hôm nay được gặp mọi người ở đây thì tôi cũng mong muốn thời gian tới khi mình công tác ở Tân Xuân sẽ được sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người. Vì mục tiêu chung của chúng ta là đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhưng cũng thú thật cho các bác, hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt lắm.
Việc rượu chắc là tôi xin phép ạ. Mong các bác lượng thứ ạ. Như vậy là đồng chí không tôn trọng bà con rồi. Không nhập gia tùy tục thì làm sao mà bàn chuyện được. Ngày xưa đồng chí Tuấn cực kỳ hòa đồng và quần chúng đúng không? À, nào, đúng rồi. Các cụ, ta đứng lên, hòa đồng. Nào, nhập gia thì phải hòa đồng. Nào, xin mời đồng chí uống rượu đi. Không được nhiều, cuộc tranh. Nặng phết. Thôi để tôi, đây. Nặng thật. Chuyện gỗ xịn không phải mấy cái loại gỗ tạp đâu. Mà cái giường này nhá, đảm bảo đúng ngồi nhún nhảy, không xi nhê gì hết. Mà cô mang giường lên trụ sở công an xã làm gì? Có tố cáo khiếu nại thì cũng để mai đi, cũng không cần thiết phải mang theo giường. Không tố cáo cũng chẳng khiếu nại. Giường này là em tặng cho Crut đấy. Này, không nhả nhận, nghiêm túc. Không phải, là Crut, tức là người thương ấy. Bắn cả tiếng Anh, kinh quá. Gọi cho sếp ngay đi. Sao lại là em? Sáng sếp quán triệt rồi. Gọi đi, đây là lệnh. Sáng nay tôi đã nói thế nào? Cậu phải chủ động đi chứ. Cái gì cũng hỏi chứ. Tôi về mà vẫn thấy cái giường ở đó thì đừng có trách. Ừ. Xin lỗi các bác, chúng ta tiếp tục ạ. Đồng chí Nam đây rồi. Thế bây giờ thế nào nhỉ? Dạ vâng. Kính thưa các bác trưởng họ, các bác trưởng thôn. Cá nhân tôi cho rằng lòng nhiệt thành và sự tôn trọng không nằm ở chuyện bia rượu. Cái đó chỉ là hình thức thôi ạ. Cái quan trọng là chúng ta phải vì mục tiêu chung. Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực, phấn đấu để đưa Tân Xuân thành một xã văn minh, giàu đẹp và an toàn ạ. Wow! Phải nói là đồng chí Nam nói hoàn toàn chí lý. Cái hình thức nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải chân thành, góp công, góp sức để xây dựng Tân Xuân sớm trở thành nông thôn mới. Đồng chí ơi! Tôi xin thay mặt các cụ có ý kiến thế này. Tinh thần của đồng chí trưởng công an xã đưa ra ấy, chúng tôi đã hiểu. Nhưng chúng tôi lại do ủy ban quản lý, cho nên e là không giúp được đồng chí là bao. Có phải không? Mà này, các cụ còn nhớ đến lịch họp với ủy ban sáng mai không nhỉ? Thế thì chúng ta tranh thủ về tổng hợp tình hình để mai còn báo cáo ủy ban. Dạ vâng, thưa các bác. Hôm nay tôi rất cảm ơn các bác đã có mặt để cho tôi được gặp và chào hỏi các bác. Sau này chắc chắn là sẽ còn rất nhiều việc cần đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của các bác. Tôi có ý thế này, các bác xem có được không ạ? Tôi muốn mời các bác một buổi liên hoan khác. Hôm đó thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện chân tình và kết hợp bàn công việc chung của xã. Các bác thấy thế nào ạ? Bác Trung, bác thấy sao ạ? Ý kiến của tôi ấy à? Dạ vâng. Coi như là cũng theo mọi người thôi. Cùng mang vào đâu? Tránh ra. Để ra ngoài kia đi. Tránh ra. Khoan đã. Chưa có ý kiến của anh Nam, không lắp được. Để tôi. Thế em xin cốc nước. Được rồi. Thế chứ, đi làm thì vất vả, ăn uống thì chẳng ra đâu vào đâu. Có mỗi cái giấc ngủ nằm giường bạt gấp kia mấy hôm nó ốm thôi. Chưa kể cái lũ mũi chết bằm cứ thấy tay đẹp là bu vào. Xót xa. Cô nước. Em xin. Cô ơi, chúng tôi không được phép nhận. Mời cô mang giường về nhá. Anh thì có quyền gì mà từ chối? Giường này em tặng anh Nam cơ mà. Mà không biết là anh Nam đi đâu rồi, sao giờ này vẫn chưa về?
Mày đã ăn gì chưa? Nhỡ đâu anh bị đau dạ dày thì sao? Sếp tôi không có ở đây. Sếp tôi đang đi làm nhiệm vụ. Cô muốn gặp thì ngày mai lên. Bây giờ mời cô mang giường về cho. Tay. Đừng đâu mà người em. Cô Hải, đề nghị cô mang ngay giường về. Nhanh, không chúng tôi lập biên bản đấy. Yêu cầu cô chấp hành. Vâng. Nhưng mà thôi em ngồi đây để anh nằm. Không được. Đi. Mời cô mang giường về. Thôi, để em tự. Thôi được rồi, để em mang xe về trả. Được chưa? Mà này, lát nữa em quay lại luôn đi nhá. Quay lại làm cái gì? Lắp giường. Nổ máy xe rồi nhá, đang đi. Ra đến cổng rồi. Cô ấy bảo về nhà rồi quay lại ngay đấy. Anh cẩn thận. Tôi biết rồi. Công bằng mà nói, cái giường này á, chất thật. Em Hoài đúng chuẩn mẫu con gái 4.0. Quà cáp là cứ phải ưu tiên công năng sử dụng. Sếp mình đào hoa thật. Được các em xinh tươi chăm xong tận răng thế này, anh em mình tha hồ hưởng sái. Anh ạ. Anh ạ. Báo cáo anh, không biết là với chiếc giường kinh điển thế này thì chúng em sắp phải gọi cô Hoài là chị dâu chưa? Mình ta linh tinh. Mà em thấy cô Hoài cũng xinh, mà lại đảm đang nữa. Chuẩn với câu nhà khó có vợ hiền, nước mạnh nhớ tướng giỏi anh ạ. Sếp rất là may mắn đấy ạ. Tôi không cần biết bằng cách nào, nhưng trong thời gian sớm nhất, các cậu phải trả chiếc giường này về cho chủ của nó. Vụ này cậu Hoàng xử lý ngon anh ạ. Sao lại là em? Có phải mình em nhận giường đâu. Thế ai là người đầu tiên lấy cái giường từ trên xe xuống? Anh cũng bày cùng con gì. Thôi, việc này tôi giao cho cậu. Sao lại bất công em thế ạ?